Xin chào các khán giả nhỏ yêu quý của chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao. Các em đã thấy hai người bạn Adi và Abu của chúng ta tới chưa? Chị có một bất ngờ dành cho các em và hai bạn đấy đây. Em chào chị Ông Vàng. Chị ơi, có bất ngờ gì vậy? Chị mau nói đi ạ. Chị Ông Vàng thấy không? Abu nghe thấy chị có một bất ngờ là lên tiếng ngay. Trong khi vừa nói với em là trước đó sẽ giữ im lặng cho đến khi chị tìm mấy bạn ấy. Abu lại định trêu chị hả? Thế chị sẽ không bật mí gì cho em nữa đâu. Ôi chị Ông Vàng ơi, em chỉ định trêu chị một chút xíu thôi mà. Em biết là chị sẽ chẳng giận em đâu, đúng không chị Ông Vàng xinh đẹp? Chị thấy không, Abu của chúng ta còn biến nịnh nữa cơ đấy. Thôi đi, cô ấy nói cho chị Ông Vàng giúp tớ đi. Tớ đang rất tò mò về bất ngờ của chị Ông Vàng đây này. Thôi được rồi, chị sẽ bỏ qua cho em lần này. Nhưng nhớ là đừng có ý định trêu chị như thế nữa đấy. Bất ngờ mà chị muốn nói với các em chính là điểm đến của cuộc hành trình ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta sẽ đi đâu vậy chị? Adi có biết không? Xem chẳng biết một chút thông tin gì vậy nhỉ? Tội trẻ tự đi, chị Ông Vàng sẽ tiết lộ ngay bây giờ mà. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một đất nước cổ xưa và giàu văn hóa nhất. Adi và Abu, các em có biết đó là nước nào không? Đó chính là Ấn Độ đấy. Và để bắt đầu cuộc hành trình ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe Adi đưa ra câu hỏi cho miếng ghép ngày hôm nay nhé. Câu hỏi này khá thú vị đấy các bạn. Theo các bạn, thì chăn sẽ dùng bộ phận nào để săn mồi khi trên cạn? Đáp án 1, đuôi. Đáp án 2, lưỡi. Đáp án 3, hệ thống cảm ứng nhiệt ở môi trên. Các bạn hãy gọi về số 1900 571 525 ngay khi có câu trả lời nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng đến Ấn Độ thôi nào. Chúng ta đã tới nơi rồi Abu. Đất nước của nữ thần Shiva, vùng đất của cực hạn, thời tiết khắc nghiệt và thiên nhiên vô cùng hoang dã. Tớ nghe nói là ở đây kích thước không nói lên mức độ nguy hiểm hay an toàn. Có loài chỉ bé bằng lòng bàn tay, nhưng có loài lại to lớn vô cùng. Đúng vậy đấy. Có biết không, dù là loài động vật nhỏ bé hay to lớn thì chúng lại có cách tấn công cũng như tự vệ riêng của mình. Và trong cuộc hành trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những loài động vật nguy hiểm nhất ở đây. Ấn Độ là một đất nước rộng lớn, số lượng người ở đây cũng rất nhiều, nhưng lại có số lượng động vật sinh sống ở đây thì sao nhỉ? Đương nhiên là sẽ có nhiều loài động vật rồi. Ở sâu trong sa mạc, rừng rậm, núi đá lởm chởm sẽ là những loài sinh vật nguy hiểm nhất. Trong đó có 3 loài bò sát lớn nhất thế giới. Đó là cá sấu, rắn hổ mang chúa và chăn lớn. Ồ, có phải cả 3 loài này đều giết mồi bằng sức mạnh và kích thước vượt trội của chúng không hả Adi? Đúng vậy Abu, con cá sấu nước lợ sẽ ẩn náu ở dưới nước. Chúng sống rải rác từ Bắc Úc đến Indonesia, Malaysia và Đông Ấn. Theo tớ được biết thì chúng rất thích sống ở sông, đầm lầy và những nơi gần với các lạc mạc. Chính vì thế mà ở Ấn Độ có rất nhiều vụ cá sấu ăn thịt người. Đúng như cậu nói đấy, người dân ở đây khá lo lắng vì điều này. Họ kể rằng có những người hàng xóm mất tích mà không ai biết tại sao. Nhưng mà tớ đã thắc mắc một điều là tại sao cá sấu hiện nay đã ít hơn ngày trước vậy hả Adi? Dù hung bạo và to lớn nhưng cá sấu nước lợ vẫn là một con mồi Abu ạ. Trước đây chúng là mối lo ngại lớn nhất với những người dân Ấn Độ. Thế nhưng ngày nay, cá sấu sống gần như là tuyệt chủng ở đây. Chỉ còn khoảng 300 con sống sót và chủ yếu tập trung ở phía đông. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng cá sấu là loài bò sát lớn nhất thế giới. Một con được trưởng thành có thể dài đến 7 mét và nặng hơn 400 kg. To lớn thế nhưng chúng cũng thường sống ẩn nấp và lén lút tấn công từ phía dưới nước. Chúng chỉ cần để mắt và mũi nổi lên trên, còn cả thân hình thì chìm ở phía dưới. Ồ, chỉ với một lần vẫy đuôi mà chúng đã lộ diện rồi. Nó đã vọt lên khỏi mặt nước và lao thẳng vào con mồi. Nhưng con giá súc lớn cũng không thể thoát khỏi loài bò sát với cái hàm sắc nhọn như thế này. Cá sấu và hổ mang chúa, đúng là hai loài rất nguy hiểm. Vậy ở Ấn Độ còn có những động vật nào đáng sợ nữa nhỉ? Chúng mình hãy cùng Adi và Abu tìm hiểu tiếp ngay sau đây các em nhé. Một loài bò sát lớn khác cũng sống ở Ấn Độ, nhưng khác với cá sấu, nó giết mồi bằng nọc độc. Ồ, con rắn này có thân hình thật dài, như một chiếc ô tô vậy.
Nó ngóc cổ lên cao quá, nọc độc của nó sẽ được bơm đầy trong mỗi cú cắn. Con rắn hổ mang chúa này dài tới 5,5 mét. Đây là loài rắn độc và dài nhất thế giới đấy Abu ạ. Đương nhiên rồi chị, nếu bị nó cắn thì em là con vật nào cũng sẽ không thể thoát khỏi cái chết đâu. Vậy nếu con người bị rắn hổ mang chúa cắn thì sao? Cậu biết không, nọc độc của nó rất kinh khủng. Nếu con người bị cắn thì cũng sẽ nguy kịch Abu ạ. Danh tiếng của nó không chỉ bởi kích thước mà còn cả chất độc của nó nữa. Con rắn hổ mang chúa này rất tinh ranh, thay vì cắn nó sẽ nhe răng để dọa đối thủ. Đối thủ sẽ phải đấu mắt với hổ mang chúa. Khi bị đe dọa, nó sẽ nâng 1/3 cơ thể lên và nhìn thẳng vào mắt đối thủ. Nọc độc của nó là một lợi thế lớn, hơn thế nữa nó lại sở hữu rất nhiều nọc độc. Nó tiết ra một lượng lớn chất độc từ 200mg tới 500mg trong mỗi cú cắn. Chất độc từ mỗi cú cắn của rắn hổ mang chúa thật là kinh khủng các em nhỉ. Chỉ cần 12mg là đã đủ làm chết người rồi. Thế mà mỗi lần nó lại tiết ra quá nhiều chất độc mỗi khi cắn như vậy. Hy vọng là Adi và Abu của chúng ta sẽ không bị con rắn này phát hiện và tấn công. Chị yên tâm đi, chúng em rất cẩn thận chị ạ. Đúng vậy chị Ong Vàng, vì chúng em hiểu rõ chất độc của hổ mang chúa nguy hiểm như thế nào mà. Độc tố của rắn hổ mang tiết ra sẽ tấn công hệ thần kinh và ngay lập tức vô hiệu hóa hệ hô hấp. Như vậy, khi bị rắn cắn thì chỉ trong vài phút là đối thủ sẽ bị tắc thở. Tùy có vũ khí đặc biệt, nhưng hổ mang chúa không hề thích đụng độ với con người. Chúng thường thích săn chim, động vật có vú nhỏ và đặc biệt, chúng lại thích ăn rắn nhất. Gì cơ? Rắn lại ăn rắn á? Đúng vậy, nó thích ăn rắn nhỏ, chăn nhỏ. Chính vì vậy nó có tên khoa học là Ophiophagus, có nghĩa là loài ăn rắn đấy. Trời ơi! Nhìn nó thế này, nó đã cắn vào thân của một con rắn khác rồi Adi ạ. Đúng vậy, sau đó nó sẽ nuốt chửng con mồi. Bộ hàm của nó có một cấu trúc đặc biệt. Nó có khả năng mở rộng để nuốt được con mồi lớn hơn. Tuy đã hết con rắn kia, nhưng nó đã đi lang thang trên lãnh thổ của mình để tìm những miếng mồi khác. Tất cả đều sợ hãi và chạy thật nhanh để tránh khỏi những cú cắn của hổ mang chúa. Ồ, có một con chăn này Adi. Đúng vậy, ở đây có hai loại chăn khổng lồ là chăn Miến Điện và chăn đất Ấn Độ. Có phải chăn đất sống ở rừng rậm từ Ấn Độ đến Nam Trung Quốc và giải khắp châu Á không hả Adi? Đúng vậy, chăn Miến Điện rất to lớn, nó có thể dài tới 6 mét và đường kính cơ thể của nó thì lớn bằng eo người đấy Abu ạ. Khu vực sống của nó so với chăn đất nhỏ hơn nhiều, chúng rất hiếm khi giết người, nhưng một khi đã đụng độ thì chúng lại rất hung hăng. Nếu rắn tấn công bằng nọc độc thì chăn lại dùng sức mạnh của mình để hạ gục đối thủ. Chúng săn mồi cả ở trên cạn và ở dưới nước nữa đấy. Chăn được sống ở những vùng đầm lầy thủy sinh. Nơi đây nó có thể ẩn thân hình chậm chạp của mình dưới nước. Điều này giúp nó tấn công được cả con mồi nhanh nhẹn như hươu và khỉ. Adi Abu ơi, vậy có lúc ở trên cạn thì sao? Nó sẽ săn mồi bằng cách gì vậy em? Khi ở trên cạn, nó săn mồi bằng một bộ phận đặc biệt. Đó chính là hệ thống cảm ứng nhiệt ở môi trên. Hệ thống này giúp chăn nhận biết được thân nhiệt của con mồi và tấn công vào đó. Trông chăn có vẻ chậm chạp nhưng khi tấn công thì nó lại nhanh như chớp. Nó giữ chặt lấy con mồi bằng hàm răng sắc nhọn và cong về phía sau. Hàm răng này sẽ cắm thật sâu vào thịt và giữ chặt con mồi. Con mồi càng vùng vẫy, răng chăn càng cắm sâu vào. Khi cảm thấy con mồi đã kiệt sức và không thể chống cự, chăn bắt đầu quấn quanh cơ thể nạn nhân. Nó sẽ quấn thân thật chặt tới mức con mồi không thể thở được nữa và chết vì ngạt. Sau đó nó sẽ ăn con mồi bằng cách nuốt chửng.
Như vậy là trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu về ba trong số các loài động vật nguy hiểm nhất Ấn Độ rồi. Đó chính là cá sấu, hổ mang chúa và chăn. Đây là ba loài động vật thuộc nhóm các loài bò sát lớn nhất đấy. Vẫn còn những động vật nguy hiểm khác nữa ở Ấn Độ và chúng ta sẽ tìm hiểu về chúng trong những chương trình sau nhé. Đúng vậy, bởi thời lượng của chương trình đã hết rồi. Và chúng mình hãy nghe Adi công bố đáp án đúng cho miếng ghép của ngày hôm nay thôi. Sau khi đồng hành cùng tớ và Abu, chắc các bạn cũng đã biết được câu trả lời rồi đúng không? Đó chính là đáp án 3. Khi ở trên cạn, chăn dùng hệ thống cảm ứng nhiệt ở môi trên để săn mồi đấy. Xem ra có rất nhiều bạn nhỏ đã trả lời đúng câu hỏi này rồi, nhưng chỉ có một phần quà đặc biệt sẽ dành tặng bạn nào đã trả lời nhanh nhất thôi. Các bạn chưa có quà cũng đừng buồn, vẫn còn những miếng ghép của những chương trình sau dành cho các em mà. Các bạn cũng đừng quên gọi về số 1900 571525 khi còn điều gì thắc mắc nhé. Chúng mình sẽ được giải đáp ngay thôi. Bây giờ thì đã đến lúc Abu và Adi chào tạm biệt tất cả các bạn rồi. Chúc các bạn vui vẻ. Chị ông vàng xin chào Adi Abu, chào tất cả các bạn nhỏ nhé.